Sau đó Duyên xin chào tất cả các bác đam mê săn bẫy chim đêm trên toàn quốc nha. Xin thông báo với các bác là mùa rẽ run bắt đầu đến rồi các bác. Chim bắt đầu báo bay rồi các bác. Báo bay 3 ngày hôm nay rồi. Em cũng đã thử loa thì cũng thấy lác đác 1-2 con rồi các bác. Thì hôm nay em giới thiệu với các bác một cái sản phẩm, đó là loa HP5000. Thì trước khi đi chi tiết về sản phẩm này, em xin nói qua cách thức mua bán giao dịch. Khi các bác mua hàng được nhận hàng, kiểm tra hàng xong phải thanh toán nhá. Bác nào xem được video nhớ đăng ký kênh, chia sẻ kênh của em nhé. Thì sau đây em sẽ đi chi tiết về cái sản phẩm loa HP5000 này. Đối với dòng loa HP5000 này, anh em mình đi đánh thì không lạ gì nó. Bởi vì là đi đánh quốc hoa, đi đánh rẽ, đi đánh trích này. Cầm con này đi cực kỳ nhẹ nhàng và cực kỳ dễ. Đây, em sẽ dơ chi tiết cái sản phẩm của loa HP5000 đây. Đây là phần thông số kỹ thuật của loa HP5000 nha các bác nha. Đấy, nó có ở bên sườn này. Đấy. Thì và phần đáy loa, phần ở đáy loa thì lúc nào nó có thông số ở đằng sau này các bạn. Thông số ở đằng sau này của nó là 25W 8 ohm này các bạn. Dòng này cực kỳ to nha các bạn nha. Thứ nhất là nó cực kỳ nhỏ thôi, nó bé lắm, cầm đi kể cả cầm đến 50 con loa thì cho một bao tải sách đi đơn giản. Đấy, em ví dụ là như thế thôi. Đấy là ví dụ là nó quá nhỏ gọn và quá bé, và công suất của nó thì cực kỳ lớn. Riêng cái phần này nha các bạn nha, phần nhựa này của nó làm cực kỳ đẹp các bác thấy không? Nhựa bóng loáng này. Hàng này của nó, cái phễu này của nó đúc thành phần thủy tinh cực kỳ nhiều luôn các bạn. Đấy, nó cũng dễ vỡ lắm. Đấy, còn cái phần nhôm, đây là phần nhôm tản nhiệt này các bác này. Toàn bộ nhôm tản nhiệt này của nó làm bằng hợp kim nhôm. Hàng này thì nói chung là tỷ lệ cháy côn thì nó cũng ít thôi. Do anh em mình đánh là chủ yếu các bạn. Anh em mình đánh giữ gìn cẩn thận, không để nước. Ví dụ trời mưa anh em có thể bọc túi ni lông vào. Thì xin nói các bác là độ bền của nó cực kỳ cao luôn. Còn anh em nó không như dòng loa tép nhọn. Dòng này ngấm nước vào nó hay bị cháy côn lắm các bạn. Nên anh em mình đánh mùa này thì hay bị trời sương, trời gió. Thì anh em nhớ giữ gìn cẩn thận. Còn về chất lượng âm thanh thì cũng hôm nay em cũng xin phép là em cũng không test về chất lượng âm thanh. Bởi vì là em đã test quá nhiều chất lượng âm thanh về cái dòng này. Và anh em mình là thợ bẫy chim đêm bao nhiêu năm giờ rồi thì không lạ gì cái dòng loa tép này. Thì nhà em chuyên cung cấp nhà em chuyên cung cấp đầy đủ tất cả các dụng cụ săn bẫy, lưới, loa, đài, âm ly. Bác nào cần xỉ lẻ cứ alo trực tiếp cho nhà em. Nhà em chuyên cung cấp xỉ loa điều khiển từ xa này, các dòng âm ly này, loa toa, loa nén này, loa bát nhôm này, loa tép này. Bác nào cần cứ alo trực tiếp cho em. Số điện thoại thì em sẽ để bên dưới video cho chủ động liên hệ. Bác nào xem được video nhớ chia sẻ kênh của em nhé. Xin cảm ơn các bác, xin chào tất cả các bạn. Hẹn các bác video lần sau.